Xin Chào các bạn, tôi là Thô Minh Chi, giảng viên Topic của Talking Korea. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn dành một chút thời gian để giải đề thi Topic 2 La Mã kỳ thứ 64 là kỳ thi mới nhất mới được công khai gần đây nhất. Rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau vào tiết Sugi. Trước khi vào giải đề thì chúng ta sẽ cần phải nói chuyện với nhau một chút về các cái thông tin liên quan đến kỳ thi Sugi này. Đến kỹ năng Sugi này Uh, thông thường thì các bạn biết rồi đấy là ở đề topic người ta sẽ có 3 kỹ năng thịt kỳ với tổng điểm là 300 điểm và phân bổ là 100 100 100 điểm là điểm tuyệt đối điểm tối đa thông thường với các bạn suy nghĩ thì các bạn sẽ nghĩ là khi muốn đạt được cấp 3 thì các bạn sẽ cần phải phân bổ điểm điểm số mục tiêu của các bạn sẽ là thịt kỳ lý ký là 40, 40 40 40 sao cho đạt được cái điểm số cuối cùng là 120. Hoặc là với xa cướp đi thì các bạn sẽ suy nghĩ, thường các bạn sẽ suy nghĩ là à, à một, ba kỹ năng mình sẽ cần phải được là 50 50 50 để sao cho đạt được một cái mức điểm số là 150 để đạt được cấp 4. Đây là cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm các bạn nhé. Đây là một suy nghĩ sai lầm bởi vì thông qua các cái con số thống kê thì chúng ta thấy được rằng điểm số trung bình của thực kỳ là 57,65 điểm và tương tự là kỳ nhưng mà điểm kỳ thì nó chỉ ở mức trung bình là 37,89 điểm thôi. Điều này có nghĩa là đến cả các bạn cấp 5, cấp 6 thì cũng chỉ uh, cộng lại chia trung bình mà. Thì cũng chỉ ra cái con số tầm tầm như vậy thôi. Và À, các bạn biết không, cái tầm mà qua các kỳ thi thống kê được thì điểm số Suki nó chỉ ở tầm ngưỡng là 35 cho đến 40 điểm thôi. À, lấy một ví dụ trực quan để cho các bạn thấy là gần đây cái có một kỳ thi và một bạn thí sinh đã đạt được điểm số là Thực kỳ 56 điểm, mươi 86 điểm, Suki chỉ cần có 10 điểm thôi. Nhưng mà bạn ấy lại đạt được là 152 điểm tương đương với lại topic cấp 4 nắm chọn trong tay Ngưỡng nhiên nắm chọn trong tay Tóc pick cấp 4 rồi Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng là nếu như ở bạn một đặt mục tiêu là cấp 3, cấp 4 là mức trung cấp thôi Thì cái thời gian, công sức và năng lượng của các bạn Các bạn có cần thiết phải dốc hết sức Các bạn có cần thiết phải gồng mình lên để uh, để nắm chọn cái điểm số của sư kỳ hay không? À, xin thưa là không nhá. Không, các bạn chỉ cần lấy được những cái điểm cơ bản có được phương pháp làm bài đúng, có được chiến lược thời gian đúng, có được các cái mẹo làm bài, các cách thức làm bài viết làm sao ở để cho nó ở cái ngưỡng tầm 35 cho đến 40 điểm là các bạn đã thừa sức lấy được topic cấp 3, cấp 4, thậm chí có bạn lấy được cấp 5 với cái ngưỡng này, đúng không nào? Nhưng mà Điều mà Minji muốn nói đến ở đây nữa là cái gì nhở? Ờ, đối với người Hàn ấy các bạn, đối với người Hàn thì người ta uh, cũng đi thi topic và người ta thử đi thi topic và thực ra đối với người Hàn thì cái con số điểm của người ta chỉ được ở tầm 70 cho đến 80 điểm là cùng thôi. Lý do là gì? Lý do là bởi vì khi mà người ta nói và người ta viết là khác nhau, người ta viết theo cái thói quen của người ta, tức là người ta bê nguyên cả cái văn nói vào trong cái văn viết mà cái sư ký của topic này nó có đặc điểm khác là không thể dùng kuote, dùng cái thể văn nói ở trong cái bài viết sugi được. Mà trong sugi của topic các bạn sẽ cần phải dùng là munote, là cách hành văn viết. Đây chính là lý do mà người Hàn, người ta đi thi cũng chỉ được tầm này thôi. Cho nên là mình là người nước ngoài, mình là người nước ngoài thì tại sao các bạn lại phải cố gồng mình lên để lấy cho được 100 điểm? Đúng không nào? Các bạn chỉ cần gì đấy, đặt cái mục tiêu là 50 điểm là điểm tuyệt đối. Thế thì mình sẽ chỉ cần uh, lấy được tầm 35 cho đến 40. Đối với topic cấp 3, cấp 4 thì các bạn chỉ cần tính tầm này thôi. Uh, thậm chí có những bạn nghe tốt. Ừ, nghe tốt thì hoàn toàn có thể tự tin là đặt ở uh, mục tiêu Suki chỉ 30 là được rồi. Như vậy là cái phù tam của các bạn sẽ giảm đi. Ừ, cái gánh nặng sẽ giảm đi và bạn sẽ dành được nhiều thời gian để ôn luyện cái thực kỳ về kỳ hơn. Cũng như là khi mà đã phù tam nói nhẹ ý, Ừ, gánh nặng nó đã nhẹ Thì mình cảm thấy là mình uh, tự tin hơn Đúng không nào? Mình tự tin hơn uh, Và một điều nữa mình muốn nói ở đây là Đối với cấp 3, cấp 4 là như vậy Thế thì cấp 5, cấp 6 thì sao? Khi đó, khi các bạn đặt mục tiêu là cấp 5 Cấp 6 rồi Thì sao? Thì cái thực kỳ và yên kỳ của các bạn Lúc này nó rất là khó Để tăng điểm một cách nhanh chóng Cho nên là khi này Thì chiến lược của chúng ta sẽ là Tăng điểm sư kỳ Khi này các bạn tăng điểm suy nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn hai cái cấp trung cấp kia, cấp 3, cấp 4 kia. Cấp 5, cấp 6 các bạn chỉ cần đúng phương pháp, đúng cái gì? Ờ, cái mẫu câu, đúng cách phân tích bài, đúng cách viết văn ở thể gì đấy, thể văn viết. Rồi là vân vân có rất là nhiều lưu ý mà Minh Chi sẽ nói đến ở trong các khóa viết của Minh Chi. Thì khi uh, các bạn cấp 5, cấp 6 túm lại là gì? kết à, luận là khi các bạn đặt mục tiêu cấp 5, cấp 6 thì Sugi các bạn nâng điểm phải nâng điểm Sugi lên. À, chính vì lý do này thì uh, Minchi cùng với Talking Korea cũng có chuẩn bị sắp ra mắt. Ừ, sắp ra mắt mới đây một uh, khóa học là Sugi Chịp Trung Bàn các bạn nhé. Sugi Chịp Trung Bàn. À, mong các bạn sẽ uh, hưởng ứng cái khóa học Sugi chụp Trung Bàn của Minchi và Talking Korea. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào giải câu 51 của đề số 64. Ừ. câu 51 của đề 64 vẫn giống như xu hướng ra đề gần đây đó là gì một dạng email hoặc là một dạng tin nhắn hoặc là một dạng uh, tờ giấy nhắn nhủ nhắn nhủ dạng uh, từ uh, uh, học sinh uh, gửi cho cô giáo email gửi cho cô giáo với nội dung này rồi nội dung kia hoặc là từ Hube cho săn vân vân và đến câu 51 của kỳ 64 này chúng ta thấy được rằng là nội dung của nó là gì uh, cho một từ bạn đồng nghiệp Ừ, gửi cho một bạn đồng nghiệp khác chúng ta sẽ cùng đọc này sumi si à chắc là bạn này đang gửi cho bạn sumi này thời gian qua mình đã rất là cảm ơn bạn tôi thì sao đấy tháo tay liền không có người đâu rồi bây giờ là 기억. thế thì khi mà làm câu 51-52 năm thì minh luôn nhắc nhở cho các bạn một điều là nhất định không được để bị trừ điểm kham jom đúng không kham jom là không được bởi vì là chúng ta chỉ chỉ, chỉ có được 5 điểm mỗi chỗ này thôi Cho nên là khi mà trừ bị trừ điểm Thì không còn điểm gì nữa Đúng không nào Đấy là một điều mà Minh Chi luôn luôn nhắc nhở học viên của mình Và với cái ô trống kì này Chúng ta sẽ thấy được là gì đấy uhm, Bước thứ nhất mà Minh Chi luôn dạy học viên của mình Đấy là Đúng rồi Tìm tín hiệu tử vựng Đầu tiên là tìm tín hiệu tử vựng À nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy là thà um, tay Đúng không nào Thà um, tay rồi, thầm ta là thì tương lai, phải có một cái thì tương lai ở đây. À, hung không ngừ rô, không ngừ rô, y Tức là bước thứ nhất chúng ta sẽ tìm từ để điền vào chỗ trống trước đã. Sau đấy mới bước thứ hai mới là tìm ngữ pháp. À, căn cứ vào cái ư rô này là cái gì nhỉ? Là tiểu từ ư rô, ư, tiểu từ ư đằng sau yên này nữa là từ từ gì? À, từ từ bổ ngữ ư rư. Rồi, vậy thì là y thì sẽ phải là gì? 하다 đúng không nào? 일을 하다, 일을 하다, đúng không nào? 일을 하다, ha hata Vậy thì chúng ta đã tìm được cái từ là làm việc đúng không nào? Tuy nhiên này đằng trước nó lại có cái euro này này. Các bạn sẽ cần phải chú ý vào cái hung khung euro này. Tức là bạn này bạn đang muốn nói là gì? Uh, 제가 원하는 회사에 취직을 해서 đúng không? 기쁘지만 tức là bạn đang nói là bạn đi được tìm được việc ở một cái công ty mà bạn ấy mong muốn tức là bạn ấy đã xin được việc ở một cái công ty mà bạn ấy mong muốn nên là bạn ấy phải đi Hồng Kông đúng không? Bạn ấy phải đi Hồng Kông vậy có nghĩa là bạn ấy đi Hồng Kông để làm việc đây chính là cái tín hiệu từ vựng chúng ta có thể điền được vào chỗ trống đầu tiên chúng ta phải có từ Ha Tà đúng không nào? Sau đấy thì chúng ta phải có từ gì? Kata đúng không nào? Kata, à, Ha Tà xong Kata vậy thì chúng ta sẽ có là gì đấy? từ vựng xong rồi nhá. bây giờ ngữ pháp nào phân tích ngữ pháp. thà âm ừ, đây. nếu mà là đến tháng sau thì đúng không? đến tháng sau thì thì có nghĩa là chúng ta phải điền vào uh, thì tương lai hoặc là dự định đúng không nào? chứ không thể điền, uh, điền 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 một cái quá khứ hay là gì đấy được. đấy là bước thứ hai mình tìm ngữ pháp. bước thứ ba là mình bắt đầu ghép vào câu và để ý đến cái gì uh, các cái đuôi kết thúc câu người ta xâm gì tà hết thì mình cũng phải xâm gì tà đúng không nào? Tiếp đến mình chú ý đến cái gì? Đây là bước thứ ba vẫn là trong bước thứ ba là chúng ta chú ý đến sumita hay là oyo à, chúng ta chú ý đến là kính ngữ hay là không đúng không nào? Vậy thì đáp án của người ta đáp án gì đấy? À, đáp án mẫu muam thả ban người ta đưa ra là haro khầm gì ta, haro khầm ta có nghĩa là tôi định đi hồng kông để làm việc đúng không nào? đến tháng sau tôi định đi Hồng Kông để làm việc. Nếu như bạn chỉ cần trả lời đơn giản như thế này thôi là đã được 5 điểm trọn vẹn rồi. Một cái uh, nhược điểm của các bạn là câu 51, 52 nghĩ quá khó. Các bạn nghĩ là nó phải điền một cái gì đấy ghê gớm lắm. Nhưng không phải đâu, các bạn cứ điền đơn giản, mạch lạc, theo đúng mạch văn, đúng thì thể là đã được điểm rồi đúng không nào? Bước thứ nhất là từ vựng đúng không nào? Bước thứ hai là ngữ pháp, rồi bước thứ ba là gì? À, cho chuốt lại cho đúng với lại uh, văn phong và tính ngữ vân vân đấy nhá